biển xanh sông Vô, tuổi xuân miền Đông không quên thành phố mang tên Bác Hồ. Xứ trẻ miền Đông vững bước đi lên tới bước trong thắp lửa truyền thống. Xứ trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Kết nối Đông Nam Bộ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp thực hiện. Chương trình được phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần trên kênh sóng của các đài phát thanh và truyền hình Đông Nam Bộ. Chương trình kỳ này do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương là điểm kết nối chính. Thưa quý vị, trong tuần qua, tại các tỉnh thành Đông Nam Bộ đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6, ngày mà mỗi năm, những người làm nghề báo ở Bình Dương nói riêng, cả nước nói chung, lại tự hào kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là dịp để những người làm báo cùng nhìn lại chặng đường 99 năm vẻ vang của báo chí cách mạng, để rồi tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, luôn giữ cho mắt sáng, lòng trong, bút sắc, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn thịnh, văn minh. Kể từ ngày 21 tháng 6 năm 1925, khi tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, ghi lại từng bước thăng trầm của lịch sử đất nước. Thời chiến cũng như thời bình, những người làm báo luôn hiện diện tại những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất. Họ không quản ngại gian khổ, hy sinh để đưa đến cho công chúng những thông tin chân thực, kịp thời và chính xác. Các chiến sĩ ở ngoài biển đảo, nơi mà cái vùng nó có thể nói là rất xa với đất liền, khác hoàn toàn so với cuộc sống ở đất liền. Đó, vì khi mình đi là mình cảm nhận được cái điều đó. Cái ý chí của các chiến sĩ ở ngoài đó rất là kiên cường, tinh thần của họ luôn luôn lúc nào cũng có một tinh thần thôi. Đó là còn mình thì còn nhà giàn. Đó, mà nhà giàn thì lại nằm ở đúng là ngoài tiền tiêu của Tổ quốc. Đó, nên là cái đó là mình ghi nhận ở cái đó, thì mình thấy cái đó và mình muốn truyền tải đến mọi người được hiểu được cái sự dũng cảm của các chiến sĩ. Báo chí cách mạng không chỉ dừng lại ở việc đưa tin mà còn là cầu nối giữa đảng, nhà nước và nhân dân, phản ánh tiếng nói của quần chúng, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ công lý và lẽ phải. Những tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia, giải thưởng cao quý của giới báo chí cả nước, giải báo chí miền Đông Nam Bộ của Hội Nhà báo Việt Nam, hay giải Nguyễn Văn Tiết do tỉnh Bình Dương tổ chức hàng năm, đều thể hiện sinh động, rõ nét tâm huyết của phóng viên và hơi thở đời sống nhân dân. Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương, thì cái số lượng và chất lượng của giải thưởng là ngày càng nâng lên rõ rệt. Thì đặc biệt là đối với này năm 2024, thì có một cái sự thay đổi về cái số tiền thưởng, là đây là một cái sự động viên khích lệ, khiến là chúng tôi là có thêm cái trách nhiệm với lại bản thân trong cái việc mà đầu tư các cái tác phẩm chất lượng để gửi tham dự giải. Với giải thưởng này là cái nguồn động viên lớn cho nhóm thực hiện đề tài cũng như riêng bản thân tôi để nỗ lực không ngừng phấn đấu hơn nữa, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn để phấn đấu đạt những cái kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới. Nỗ lực và cống hiến của các nhà báo đã được ghi nhận xứng đáng. Những giải thưởng, huy chương là động lực để họ tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp báo chí nước nhà. Những ngày qua, nhiều hoạt động kỷ niệm, tôn vinh đóng góp của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng được tổ chức. Đây vừa là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, vừa tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại tỉnh Tây Ninh, thực hiện nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam về việc phối hợp thực hiện chính sách hỗ trợ tạo cho nông dân một môi trường tốt để khởi nghiệp. Tại Tây Ninh, huyện Tân Châu đã thực hiện nhiều chương trình, trong đó có mô hình hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, với mục tiêu phát triển kinh tế hộ nông dân và góp phần ổn định kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương. Về xã Tân Hội, huyện Tân Châu, trong dịp Hội Nông dân huyện phối hợp cùng trạm khuyến nông đang thực hiện triển khai mô hình hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo. Mô hình này được Hội Nông dân và trạm khuyến nông huyện hỗ trợ về kỹ thuật trồng,
hỗ trợ 50% vốn mua giống và 40% vật tư phân bón với tổng số tiền 253 triệu đồng để bà con có cơ sở đầu tư phát triển. Thì Hội nông dân huyện Tân Châu cũng phối hợp với đội chủ trạm khuyến nông chỉ đạo cho tất cả các hội nông dân các xã thị trấn thực hiện cái chương trình là hỗ trợ cho nông dân về các cái vật tư nông nghiệp, phân bón, có cây giống, cây trồng vật nuôi để cho nông dân có cái điều kiện để phát triển kinh tế. Mô hình hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo với 20 hectare trồng mì HN1 có 5 hội viên được Hội Nông dân và Trạm Khuyến Nông huyện Tân Châu hỗ trợ hết mình từ khâu tập huấn kiến thức, nuôi trồng, thu hoạch và liên kết các nhà máy sản xuất để ổn định được đầu ra và giá cả cho bà con nông dân. Cán bộ của Trạm Khuyến Nông Tân Châu sẽ luôn đồng hành với bà con nông dân là từ khâu trồng tới khi thu hoạch là có tập huấn hướng dẫn kỹ thuật để bà con chăm sóc theo đúng cái quy trình. Ông Nguyễn Văn Hè là một trong 5 hội viên nông dân tham gia mô hình hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, phấn khởi khi năm nay được tạo điều kiện trải nghiệm trồng giống mì HN1. Anh Hè cho biết, nghề trồng mì chủ yếu là phải lo lắng chăm sóc thật kỹ. Công chăm sóc rất quan trọng, phải luôn trau dồi kỹ thuật trồng thì mì mới đạt năng suất tốt. Thì mình thấy cái giống mì này 2-3 năm qua nó cũng hiệu quả. Mình sẽ cố gắng liên hệ chặt chẽ với bên trung tâm hướng nông, cũng giống như anh em ở xã đó, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên để chăm sóc cho nó đạt cái hiệu quả tốt nhất, mang lại cái hiệu suất tốt nhất. Trung bình mỗi hectare trồng mì HN1, sau khi trừ đi các chi phí, người nông dân có thể lãi được khoảng 70 triệu đồng. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho bà con nông dân khi việc đầu tư về kiến thức, thời gian và nguồn vốn để trồng các loại nông sản nghiên cứu mới đạt được hiệu quả. Cộng với đó, Hội Nông dân các cấp và các trạm khuyến nông địa phương luôn kề vai sát cánh cùng bà con nông dân, chăm lo cho mọi hoạt động sản xuất, làm cho các mô hình như thế này ngày càng thêm ý nghĩa. Từ ngày 4 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 3 tháng 7 năm 2024, tỉnh Bình Phước tổ chức đợt cao điểm 90 ngày đêm thực hiện 4 phủ. Những ngày này, lực lượng công an cơ sở cùng các hội đoàn thể ở Bình Phước đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân, cài đặt định danh điện tử mức độ 2 và đăng ký chữ ký số. Vào ngày cuối tuần vừa qua, tranh thủ sau giờ cạo mũ cao su, bà Lương Thị Thạch đã đến nhà văn hóa thôn để làm thủ tục cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Không cần phải đi xa, không cần chờ đợi lâu là điều bà Thạch hài lòng nhất. Việc này thì nó cũng rất là tiện lợi, bởi vì là thứ nhất là cho nhân dân là có ví dụ như địa điểm gần, với hơn nữa là người ta có thời gian, ví dụ ai có thời gian lúc nào thì đến làm lúc đó, và nó là rất là tiện lợi, thì rất là phù hợp. Làm việc cả ngày nghỉ, xuyên lễ, xuống trực tiếp ở trụ sở thôn ấp, trực tiếp xuống nhà những người dân gặp khó khăn thu thập, rà soát thông tin, đối chiếu hồ sơ để cấp căn cước công dân, kết hợp cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 2, chữ ký số, là những nỗ lực của lực lượng chức năng Bình Phước trong cao điểm 90 ngày đêm thực hiện 4 phủ. Khi mà bắt đầu cái cao điểm 90 ngày đêm này á, thì ban lãnh đạo công an huyện cũng đã chỉ đạo rất là sát sao, thành lập 2 tổ căn cước, trực tiếp đi xuống các xã, phân công là chỉ tiêu từng ngày, bao nhiêu trường hợp cấp căn cước chưa được cấp căn cước, bao nhiêu trường hợp chưa được cấp định danh điện tử, thì tổ căn cước có trách nhiệm là phối hợp với công an các xã, trong đó là sẽ rà soát các cái số công dân chưa được cấp căn cước là để tìm và gọi mời người ta lên để được cấp căn cước. Trong đợt cao điểm 90 ngày đêm thực hiện 4 phủ tỉnh Bình Phước, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong đó nòng cốt là lực lượng công an, tổ công nghệ số cộng đồng và đề án 06 cấp xã, thôn, ấp, khu phố, các tổ chức mặt trận, hội, đoàn thể các cấp và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu 4 phủ cho nhân dân. Để thực hiện được cái chuyển đổi số thành công á, thì cái sự vào cuộc của tất cả
các cấp ủy, cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, đặc biệt là cơ sở và hệ thống chính trị, đặc biệt là chủ thể quan trọng của xã hội là từng người dân. Chỉ tiêu đợt cao điểm 90 ngày đêm thực hiện 4 phủ là phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho người xin trước tháng 7 năm 2010, đủ tuổi cấp lần đầu và 80% công dân biến động khó thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Phấn đấu 90% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh 4G và trên 50% dân số trưởng thành sử dụng SIM chính chủ có tích hợp chữ ký số. Chuyển sang thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, tình hình chiến sự trên thế giới vẫn diễn ra căng thẳng. Giá cước vận tải sang các nước khu vực châu Âu, Mỹ, Trung Đông tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc xuất khẩu của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu đã linh hoạt tìm kiếm thị trường mới, trong đó có những thị trường gần Việt Nam như Trung Quốc, các nước khối ASEAN. Hai năm trở lại đây, hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn khi đơn hàng sụt giảm. Bên cạnh đó, chiến sự xảy ra một số khu vực khiến giá cước vận tải qua thị trường châu Âu, Mỹ, Trung Đông tăng cao đã đặt ra nhiều thách thức lớn cho các doanh nghiệp, nhất là ngành gỗ, thủy sản, nông sản, dệt may. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu tại Bà Rịa Vũng Tàu đã từng bước chuyển sang các thị trường gần như khu vực ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các nước này đều là những thị trường rất tiềm năng nhờ dân số đông và nhu cầu tiêu dùng đa dạng từ phân khúc trung bình đến cao cấp. Nhờ linh hoạt đa dạng hóa thị trường, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dần phục hồi và tăng trưởng tích cực. 5 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu trừ dầu khí của Bà Rịa Vũng Tàu đạt hơn 2 tỷ 310 triệu đô la Mỹ, tăng 11,82% so với cùng kỳ. Trong số này, thị trường châu Á chiếm tỷ trọng hơn 68% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, tăng hơn 20% so với cùng kỳ, đạt hơn 2 tỷ 232 triệu đô la Mỹ. Thị trường Trung Quốc cũng đang phát triển rất là mạnh. Năm ngoái, thí dụ như 10% thì năm nay họ sẽ tăng 30%. Trước mắt thì công ty là phải chuyển đổi thị trường. Đi có khi đi vào cái thị trường bán lẻ và cái thị trường khác. Ví dụ như là chuyển về thị trường Hàn Quốc thì cái ảnh hưởng nó cũng giảm đỡ hơn. Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, ngành công thương Bà Rịa Vũng Tàu cũng tích cực tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết để khai thác mở rộng thị trường xuất khẩu. Theo khuyến cáo của ngành công thương, mỗi thị trường sẽ có những đặc trưng riêng. Do đó, doanh nghiệp cần tìm hiểu thị hiếu, đánh giá nhu cầu, yêu cầu quy định hàng hóa của từng quốc gia để có thể đưa hàng hóa tiếp cận thị trường đó một cách phù hợp, hiệu quả. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Kết nối Đông Nam Bộ kỳ này do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương phối hợp các đài Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Kính chào tạm biệt.